Dép vô. Dép vô. Ừ. Ủa nhà có xe đạp mà mua khác đi. Tôi còn món gì nữa không? Tên có gì chơi không nè tên? Phải có xe con tin đó nè. Ê Tứng, Tứng. Tứng nè. Nhấn chuột hả? Cái tự được không? Tự được vô. Té cái chừng té đó. Hình như phải đứng một chân sao? À giống Mickey phải không? Nhấn chuột bán sao? Hả? Mua không? Giờ mới nhảy. Ui chơi dễ. Đây có cá ngựa nè tên. Có cá ngựa nè. Cá gù bơ. Nên chọn đồ chơi không chọn mà cứ. Chán tượng giống Nicky cả. Mà nó sao nó không chịu mua. Chán tượng giống Nicky á. Ờ muốn chán tượng ha. Tượng mực mà. Nó mới được á. Mới xe. Để dép dép. Có bài bài kìa tin. Nè, đi được mà. Ồ. Có lần nào bài bài không? Nè, bài bài này tin. Được không? Không. Tại nó xe vậy. Máy bay mà bay. Mà máy bay tầm bên là nó chạy dưới không à. Đâu. Rồi nó mẹ xe đạp. Được. Nhà có xe đạp rồi. Có rồi. Xe 2 ba chiếc rồi. Nhà có 3 chiếc rồi. Điều khiển mẹ đâu có điều khiển nè. Ừ. Có chiếc quái xế còn tên nè. Lại mới Tứng là tên. Một cái Tứng như tên Tứng nè. Một cái Tứng như mua còn mấy vô sắm bộ đồ đẹp nè. Mua đồ mới không tin nó mới đâu vô mua đồ mới nè. Nó mua đồ chơi mua đồ mới đâu phải coi có đồ đâu. Vô lô đẹp nè. Vô lô đẹp xuống đi. Vô tông, vô tông, vô tông. Đây nè. Đây nè.
Giờ coi cái bộ đồ này đẹp không? Có dép nữa nè. Thì nó lại thử. Đây có mấy bộ đồ, đồ giống tin mặc nè. Ê, đồ nhãn là tin đây. Có đồ siêu nhân nè không? Đồ siêu nhân á. À, người nhãn, người nhãn á. Xuống bộ đồ người nhãn là tin. Tên xuống bộ đồ siêu nhân nè. Có đồ siêu nhân nữa kìa. Có đồ nào đẹp không? Đâu đâu có siêu nhân này đâu. Em có không em? Lựa ấy. Nhãn không? Rồi rồi rồi. Nhãn nè, nhãn nè. Nè. Cái dừa không? Có quá đâu nhỉ? Đâu có siêu nhân gì nhãn gì không? Nó khoái bao đồ nhãn đó. Spider-Man nào không hay cái gì? Đó, mà số nhỏ quá. Nè, số lớn này đẹp. Đâu? Nè, số lớn nè. Ừ, số lớn nè, được nè. Ê, tín nè, con nhảnh nè. À. Con lạnh. Không. Từ lựa đồ chơi chuyển qua lựa. Dạ. Dạ. Ê. Ê có mấy chiếc xe đảo rồi mà. Nó chịu không chơi được. Ê. Ê có mấy con ngựa hả? À, ngựa. Thôi đó tìm cái chơi đâu. Ê. Cái con hàng kìa. 155. Cho cái nón là được không? Dạ. Thật ngầu luôn hả? Ở Spider-Man nè. Nhảnh nè. Được à. Rồi xong lấy màu đỏ, có màu khác không? Rồi nó tự lựa luôn nè. Đó, cái nón Spider-Man đó. Nè, có nón được không? Thì lấy nón khác rồi. Bây giờ rồi cho nó ăn ha. Ê,
Ê này nè. Ê bộ găng tay siêu nhân nè. Được á. Gì? Hả? Giường á. Này tới này. Nó thấy cái này đâu khoái liền chứ gì. Ê đây nhiều đồ chơi nè, nãy giờ không thấy. Có xe luôn đó nè. Ôi, ôi. Đâu? Đâu? Ơi có điều khiển nữa nè. Dạ. Yeah. Được không? Chịu không? Chịu đâu? Ủa xe hoài vậy? Xe có ngồi tí khác đi. Rồi đổi đi. Có ai được không? Đó cũng chiếc xe chứ gì được không? À có điều khiển có ai có vô lăng. Có vô lăng nó khoái kìa. Ừ, hôm bắn bể hên cái rồi lấy khác rồi. Chứ bộ nấu ăn rồi tiên. Ủa, nấu ăn rồi vậy. Nấu ăn gì về chỉ cho nó. Nó học. Nó gì chơi vậy. Ê, có bộ bóng gỗ nữa kìa. Tên khóa nè, tên. Ừ. Bộ tay siêu nhân á. Ừ. Không chịu hả? Ừ. Ừ. Benjamin. Ờ, Benjamin á. Học luôn, gì học gì. Ơi. Chịu không? Ừ. Chịu. Ôi, cái này nó có chơi đâu, lãng phí. Đeo Benjamin vô. Găng tay vô. Nhà nó có rồi. Đi, cho nó chơi cái đó gì chơi gì học. Mẹ này là gì? Với cái điện thoại nó đâu vậy? Cái điện thoại nó luôn. Điện thoại chi vậy? Tại nhà tối rồi. Có đâu có. Ủa con này bộ gì nè? Ờ. Chữ á, chữ số. Con này bộ chữ số nè. Ta lấy luôn bộ chữ số này. Ừ. Nhà có chưa? Nhà bà nội có chữ. Thôi lấy khác này. Rồi. Rồi mình dục lung lung đi. Nữa thôi không đi đâu nữa đâu, cái này được rồi. Nó có mấy chiếc xe nữa kìa. Trời nhà có xe này rồi. Để mày uống đồ kìa. Nhìn gạnh. Cảm ơn nữa. Có dao nè cha. Ừ rồi ta thấy rồi. Có dao rồi có. Có cua, có con gì nữa kìa. Không? Có mua đồ tượng không? Ủa vậy nó có pin sẵn chưa hả? Mà về phải mua pin vô điện thoại. Này gần Go nha. Gần điện máy xanh. Ờ Bạch Đà. À. Ui, đứng ngay cột điện vô quá. Địa chỉ. Hả? Em nói cái mua được gì vậy? Vô quá tài đồ rồi không mua được cái gì hết. Nè tiếng cầm cái này gần nó coi cái đó cái gì vậy? Không ơi. Chơi dán được sợ nó bị té.
chơi nó cho miễn phí nữa đâu. Là miễn phí. Đồ chơi. Với cá nữa kìa. Đồ chơi miễn phí. Em ăn á. Ừ. Không có dừa. Ơi. Dừa. Không có dừa. Tâm thật. Cái này không thật. Chỉ cho nó ăn biết không? Để tâm cho thật. Nó nói đã. Con dao. Cái chảo. Anh để cho nó. Dĩa đựng cá. Con cua. Cái dĩa hộp xoài. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ GC Đen Dược và GC Tiền Đen. Bye bye nha.